giống cứ như mảng kinh doanh, Vingroup hiện tại đang sở hữu những công ty công nghệ nào? Tại báo cáo thường niên năm 2022, Vingroup nhấn mạnh năm 2023, ba trụ cột công nghệ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thiện nguyện, xã hội được xác định sẽ tạo thế kiềng ba chân cho tập đoàn. Với định hướng đưa công nghệ thành một trong ba trọng tâm, hiện tại Vingroup đang nắm trong tay hệ sinh thái 6 công ty công nghệ, đó là VinBigdata, VinAI, VinBrand, VinHMS, VinCSS và VinRTIS. Tiền thân của Vingroup là tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraine. Đầu những năm 2000, Technocom trở về Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với hai thương hiệu chiến lược ban đầu là Vinpearl và Vincom. Đến tháng 1 năm 2012, công ty cổ phần Vincom và công ty cổ phần Vinpearl sáp nhập, chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi là tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần. Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bao gồm công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ và hiện đang nắm trong tay 6 công ty công nghệ bao gồm công ty cổ phần VinBigdata, tiền thân là viện nghiên cứu dữ liệu lớn thuộc Vingroup, ra đời vào tháng 8 năm 2018 trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, đặc biệt về xử lý hình ảnh và ngôn ngữ. Một số sản phẩm nổi bật của công ty là trợ lý ảo tiếng Việt VV, camera thông minh, hệ thống AI cho chẩn đoán ảnh y tế VinDoctor. Vingroup đặt mục tiêu đưa VinBigdata đứng đầu Việt Nam về AI và Big Data trong việc phát triển công nghệ xử lý ngôn ngữ và tiếng nói và công nghệ phân tích hình ảnh, dẫn đầu thị trường trợ lý ảo tiếng Việt tại thị trường Việt Nam. Công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI, tiền thân là Viện Nghiên cứu VinAI thuộc tập đoàn Vingroup, được thành lập vào năm 2019 với vốn điều lệ là 425 tỷ đồng. Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI là tiến sĩ Bùi Hải Hưng, sinh năm 1973. Ông từng giành huy chương bạc Olympic Toán Quốc tế năm 1989 cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và nhận bằng tiến sĩ khi mới 25 tuổi. Mục tiêu của VinAI là duy trì vị thế top 30 công ty nghiên cứu AI trên thế giới và đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mạnh trong năm 2023 thông qua các hợp tác với đơn vị đầu ngành. Hoàn thiện đóng gói các tính năng đã phát triển trong năm 2022 để ứng dụng vào xe VinFast và các đại đô thị Vinhome. Công ty trách nhiệm hữu hạn VinBrand ra đời vào năm 2019 là công ty công nghệ phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho y tế, hướng đến mang AI và IoT vào chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của đơn vị này là trở thành công ty dẫn đầu về AI cho y tế trong thị trường Đông Nam Á. Năm 2023, tập trung vào kế hoạch kinh doanh trong nước và quốc tế nhằm tăng trưởng 300% doanh thu so với năm trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh phần mềm VinHMS được thành lập từ tháng 12 năm 2018. VinHMS cung cấp những sản phẩm công nghệ giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. VinHMS hiện là đối tác chính thức của Expedia, Traveloka, Agoda, Google, Amazon. VinHMS cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam trở thành hội viên của STNG, Hiệp hội Quốc tế định chuẩn giao thức cho các phần mềm của khách sạn. Ở Việt Nam, VinHMS mong muốn chiếm lĩnh 30% thị phần quản lý phòng khách sạn 4 sao, 5 sao trong 3 năm tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ an ninh mạng VinCSS ra mắt cuối năm 2018, được giới thiệu hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và xác thực mạnh không mật khẩu. Vingroup cho biết, kế hoạch của VinCSS năm nay là phát triển đa dạng hóa các giải pháp xác thực mạnh an toàn, tiêu chuẩn quốc tế cho ô tô thông minh, hệ thống quản lý tòa nhà, mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Trung Đông, Tây Á. Công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin và hạ tầng truyền dẫn VinRTIS là một trong những công ty công nghệ lâu đời nhất của Vingroup, thành lập từ năm 2011, trước đây có tên là VinTinet. Đến đầu tháng 4 năm 2020, Vinhome cho biết đã nhận chuyển nhượng cổ phần trong VinRTIS và trở thành công ty mẹ. Hoạt động của VinRTIS là xử lý dữ liệu, cho thuê hạ tầng phát sóng di động, màn thoại, truyền hình và các hoạt động liên quan. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty hiện là ông Nguyễn Quốc Thành, sinh năm 1969. Nhưng bên cạnh đó,
Vingroup cũng đã có rất nhiều lần chủ động dừng nhiều dự án đầy tiềm năng khác trong sự nuối tiếc của người trong cuộc lẫn bên ngoài, khi không còn nhìn thấy triển vọng xứng đáng hoặc đơn giản là giảm bớt gánh nặng cho nhà thuyền đi xa hơn. Mới đây, tập đoàn Vingroup cũng chính thức xác nhận Vinsmart sẽ dừng nghiên cứu, sản xuất TV và điện thoại di động để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm điện tử và các tính năng về infotainment cho ô tô VinFast. Theo thông cáo chính thức, Vingroup, công ty mẹ của Vinsmart, lý giải quyết định dừng cuộc chơi là để tập trung vào phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Trong đó, trọng điểm là phát triển các tính năng thông tin, giải trí, dịch vụ. Vingroup lý giải việc sản xuất TV và điện thoại không còn khả năng đột phá, trong khi ô tô thông minh hay nhà ở thông minh vẫn còn nhiều dư địa, tạo ra các giá trị khác biệt cho người dùng. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm CEO Vingroup cho biết, quyết định này không bất ngờ. Chúng tôi đã từng bước rút khỏi mảng bán lẻ, nông nghiệp, hàng không, kéo các việc nghiên cứu ô tô từ VinFast nước ngoài về trụ sở chính, tất cả nhằm tập trung mọi nguồn lực cho ưu tiên cốt lõi là ô tô. Chúng tôi mong muốn có thể làm ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt nhất, tinh hoa nhất cho không chỉ người dùng Việt Nam mà phải cạnh tranh sòng phẳng với thế giới. VinFast đang là trụ cột gánh vác sứ mệnh này nên cần được ưu tiên tối đa nguồn lực. Ngoài ra, với nguồn lực được tập trung, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các mảng nghiên cứu hiện nay về thành phố thông minh, nhà thông minh và các thiết bị IoT cho các mảng này. Được biết, để dọn đường cho VinFast đã 3 lần mạnh dạn tinh gọn để dồn lực cho cuộc đua nóng nhất là công nghệ thông minh trên ô tô điện và nhà ở thông minh. Có thể kể đến lần thay đổi đầu tiên vào năm 2019 khi Vingroup công bố chuyển giao mạng bán lẻ, nông nghiệp cho Marshall, đồng thời giải thể hệ thống điện máy VinPro. Việc chuyển giao mạng kinh doanh đang mang lại tiền tươi, quay vòng mỗi ngày. Trong khi hai mảng này đã sắp đến điểm hòa vốn và có lãi đã khiến nhiều người khó hiểu. Lý do rất rõ ràng. Vingroup nhận thấy các mảng này không còn phù hợp với chiến lược lõi là công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ đang theo đuổi. Và quyết định này là một sự tối giản cần thiết về nhân sự và quản lý để nhẹ gánh cho mục tiêu ưu tiên là VinFast. Đầu năm 2020, Vingroup tiếp tục gây xôn xao với quyết định dừng dự án hàng không sắp được cấp phép. Dự án VinPearl đã được đặt dấu chấm hết nhanh như khi bắt đầu. Chưa đầy 5 tháng sau công bố gia nhập, cộng đồng một lần nữa nuối tiếc vì đã quá mong chờ một hãng bay được bảo chứng chất lượng bởi Vingroup. Một lần nữa, Vingroup thẳng thắn thừa nhận thị trường hàng không tại Việt Nam đã quá chật chội và không còn dư địa tạo ra giá trị đột phá, trong khi mảng ưu tiên cốt lõi là VinFast cần tập trung nguồn lực. Điều này đã được chứng minh hiệu quả khi đại dịch COVID-19 ập xuống. Nhiều hãng hàng không chật vật chống đỡ, thì Vingroup lại bảo toàn được nguồn lực để thúc đẩy mảng ô tô phát triển đột phá. Năm 2020 cũng chính là năm thăng hoa của VinFast với hàng chục ngàn xe được bán ra trên thị trường, đưa VinFast trở thành chiếc xe quốc dân của Việt Nam bất chấp tình hình bất ổn vì COVID-19. Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ, tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian COVID vừa qua trên phố Bosa TV. Hôm nay, David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền, rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra. Làm như thế nào? Hãy đón xem chương trình Không Sợ Nghèo với David Trần hàng tuần trên phố Bosa TV.